Chào các bạn, sau đây là mình đang ở chỗ một dốc toàn là tuyết không này. Ui, cái này rất là trơn. Tuyết ơi là tuyết, nhìn ui, tuyết không là tuyết. Sau đây mình sẽ, hồi nãy mình mới leo được một chút. Thôi mình đi xuống đây, cái này trơn lắm đây. Nhìn tuyết không này, ui, phải cẩn thận mới được. Mình đi mình phải có cái bám vào vịn vào cái cây mới được, thì nó không rất là trơn. Đấy, như các bạn thấy tuyết này. Ui, bây giờ cũng đang rất là lạnh. Ôi tuyết này, tuyết toàn là tuyết. Trắng xóa. Ở phía trên là đồi dốc này. Đây. Toàn cây cối trụi chọc hết lá vì bây giờ đang là mùa đông mà. Cây cối này. Mình đang ở một điểm này là phía dưới cái dốc rồi, và sau đây mình sẽ chui đường hầm thôi. Đây có một cái hầm, mình sẽ chui vào. Ôi trời ơi, sao mà tối thui. Trời tối om. Thế là mình cũng chuẩn bị ra khỏi hầm rồi. Đã ra ngoài rồi. May quá. Tưởng đi hoài mà không ra khỏi hầm thì cũng mà không ổn. Đây, bây giờ mình đang ở ngoài đây. Như các bạn thấy đó, người đi tham quan này cũng khá đông đấy chứ. Nào bây giờ mình cùng bước vào trong tham quan thôi nào.